Ok, mình đã trở lại. Ở lần này là mình sẽ chia team ra là 3-3. Nên là gấp một thành viên từ từng nhóm ra. Thì chúng ta có 3 team, 3 team 3 người. Nên là cũng chả việc gì phải... bây giờ cái team giữa này là dốc cơ này thoải mái lắm. Đấy mẹ. Có kiểu supporter. Nên là chả việc gì mình nghĩ phải làm khó mình nhỉ. Lần này chúng ta đánh có thể thong thả mà tốt chút. Là mình kiểu như mình không sợ bị KO ấy. Nên là cái con chó kia là nó mẹ nó thấy thằng Joker một mình nó mắt nạt đấy. Thế thế mày chết thôi. Từ mình sẽ bút lại con SP of team. Mình sẽ cái hit ride nó hơi phí nhỉ. Mình cảm thấy nó không cần thiết lắm. Chó ông này ông chém đầu xương. Bác này thì không sợ cái thuộc tính nào cả nhá. Một khi mà bác đã điên thì bác cứ chém. Ui, băng ui, nhầm, băng này vẫn mạnh. Băng này cũng vẫn rất là mạnh rồi. Lửa này. Ok, mấy cái này không né là vẫn căng vết đấy. Thì chắc là vẫn phải để cho như vậy cho nó phạt. Để nhân vật chính vậy. Nhân vật chính ấy đổi được mỗi giờ nó đi. Mở máu cho anh con này. Sophia. Leave it to me. Để anh tốc cơ mẹ. Không cần, mọi cái đứng nhìn này. Nhìn con mèo đứng một phép. Chó này. Lần này thì mình không sợ chết rồi. Phan, cứ đứng mà Phan. Bằng đứng mà phàn cả đạo sợ. Ủa sợ mẹ mày nó đánh tao đi chó đấy. Vậy thì tao không để ý đâu. Đi phe nó mà xuống. Ui, thoải mái. Em bố mày đi. Đây là tao hơi ẩu mày đó con chó. Bây giờ bố mày chó chết. Anh thích support. Điện. Bây giờ phải đi hơn mẹ lúc này phải thấy ẩu ấy. Quá ẩu luôn. Nói ra cái con Dominion của mình đánh trưởng. Bắt đầu con này đây. Vô tao á, chó. Chè mày. Nên là đúng là cái đoạn cuối là đặc điểm điểm là chúng ta chỉ phải đổi hết mấy con persona. Tuổi. Chạy quá kinh. Vào đây. Ôi, chạy mẹ sau lưng rồi.
Nãy bố mới ẩu mày ra con chó. Điện. Mày nhờ. Con này thì cũng không sợ với điện đâu, nhưng mà nó sẽ bị tê liệt đấy, rất là khó chịu. Ok, chưa? Nó, sao nó đổi gió cái từ khi nào nhỉ? Nó sẽ phí to. Mẹ. Tí chết chó. Điện. Mình phải bố cái gì xuống nhỉ? Hime. Queen Ma yếu với gió ấy. Đổi ra. Đổi ra thằng Thor. Mang bố vào đây. Ở đâu lại ánh sáng à? Bỏ mẹ rồi. Nên là coi nó chỉ như thế đó, là chúng ta phải đổi hết là qua mấy con persona thành nó dễ hơn. Hoặc là chúng ta tìm mấy con persona nào mà nó kháng được hết tất cả cái kháng được gần hết tất cả cái yếu tố đấy thì nó đánh nó dễ. Thì là trên thực tế là thằng Joker này có thể solo thoải mái. Cái defense nó vẫn đi xuống. Too slow. Đánh vào bờ bi của nó. Đánh vào bi con này. Gọi cái gì đấy? Phòng tối á? Phòng tối thì con này kháng luôn. Bố mới hit luôn cái này. Mày đánh cái bố mới hit luôn cái này của mày. Này bố hit để cộng máu á. Con né lắm vậy. Tôi cần gì ông né. Này bố mới hit của mày. Chị. Đánh bố mày thằng chó. Mẹ. Đấy mày phang tao. Ánh sáng á. Ánh sáng cái con này cũng không sợ luôn. Cái con có Abaddon thì không sợ. Đấy, sao tự nhiên mẹ frame rớt này. Đấm một bi của nó. Mình mèo bút cho cái anh này nữa. Nhà cái gì mình mua một đồng thôi. Mình đốt nhiều quá. Cái này. Có Tenkichi. Còn anh này. Được thành nhân vật chính. Ta bút. Nó có bi rồi. Vẫn chưa chết à? Bỏ mẹ, phải chạy. Không ẩu rồi. Ẩu là chết đấy. Ẩu lại chết ngu mẹ, mệt rồi. Cút. Tụ. Nhanh vào đây. Người đã bốc lửa. Đấm cho một phát là chết này. Đấm vào bi của nó này. Đây, đấm cho vỡ bi rồi. Now team sẽ hợp lại để tát vào mặt mỗi thằng tát vào mặt phát.
Everybody together. Let's finish this for good. Yeah, này là ô ao tách à? Kinh quá. Let's go. Now that's something. Oh, look at them all. They're so pretty. Finally over. Đoạn cắt cảnh của là hoành tráng quá. Đây hình như là cái đoạn mà cắt cảnh ở cái mà poster đầu tiên là nó vẽ ra. Trên này đấy là cái đoạn cuối của game. Nên là về cơ bản là cả team là mỗi thằng đấm bi nó phát trên. Nên là mình không hiểu sao cái điểm yếu của nó đã để ở cho cái bi ấy. Rất là buồn cười. Nhưng mà trên này đấy là mình đâm vào cái đèn ở tự trước ngực ấy. No mistake there. I'm not picking up any enemy readings. So? Hell yeah! We did it! Yes! We really, really did! Oh, we scraped by. That was unbelievably rough. Oh, that should have taken care of the jails, too. Top-notch work, you guys. That was some legitimate hero action back there. Tại là công việc của những anh hùng thực sự. Why are you talking like you weren't in there? You are hero too, Wolf. As well as Sophie. Huh? Sophie? Oh, sorry. I'm a hero. A knight in shining armor. That doesn't sound bad. That doesn't sound bad at all, right, Joker? Not as good as Phantom Thief. Yeah. That always sounds cool. Looks like it's starting. The fusion of reality and the metaverse is coming undone. Now's the time to make our escape. Oh yeah, we need to bring Ichinose with us. I will go get her. You should all head back. Này vừa xuống bắt chị của tôi đi. Alright, let's get out of here. Let's get the F out. Đây là cái con trùng cuối của game. Mọi người lại quay lại như kiểu không chịu gì xảy ra. So, everything's back to the way it was, right? I think it's safe to say so, yeah. So, you mean... Finally! Oh, it's all over! Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Thank goodness! Nên là cái con trùng này đánh ra trên thực tế là cũng rất là hay phết đấy. Hiện nó chia được các team đi ấy. Nhưng mà là trên thực tế là thằng Joker này nếu là cơ bản mình chuẩn bị hết kỹ rồi ấy. Mình có mấy con nó khá hết thuộc tính ấy. Thì mình đổi nên mình hoàn toàn nghĩ là mình có thể solo được. Mà đúng là lần trước mình chỉ lỡ tay mình chết cái ấy. Rất là dở. Nhưng mà về cơ bản là con này thì trên thực tế là kể cả bản khó thì chuẩn bị tí đánh cũng không có gì khó lắm. It appears this case is closed, so to speak. Nên là mình nghĩ là cái con trùm ở bản Royal là nó khó hơn bản này. Thực ra thì nó cũng
Chắc mình nghĩ là nếu mà chơi mà farm cây đầy đủ thì mình nghĩ là cũng không có bản nào gọi là quá khó lắm. Mình là trùm ấy. Oh, that reminds me. Where are Sophia and Ichinose? I'm right here. Great job, everyone. I call this mission a real success. A real success. Thế là con này vẫn sống ở trong điện thoại mình. I'm glad you're safe too, Sophia. Where's Ichinose-san? Thế như kiểu con này là một cái thực thể AI nó độc lập nhỉ? She should have been with me. Oh, good. Ichinose. You all made it back in one piece. Chị của tôi đâu? I hear you there. Same for you. Looks like everyone's gone back to normal. They don't remember what happened to them, do they? Bọn kêu ấy nó chả biết được cái vẹo ấy. Correct. At least whatever events took place while their desires were gone. I see. I'm so sorry for all the trouble I caused you guys. Chị xin lỗi đi tất cả những cái rắc rối chị đã cho gây ra cho chúng mày. Ichinose. Trên thực tế là chị này chị làm gì đó. Cái sức mạnh này là do cái bọn kể là bọn kia là nó cho con này học ấy. Nhưng mà tất nhiên là chị này cũng có ý đồ trước ấy. Nhưng mà về cơ bản là cái sức mạnh mà của cái Metaverse là cái bọn kia nó bơm cho con Emma chứ. My apologies. Apology. But I'm going to head out now. I have a lot of thinking to do. Thế là chị trong những cái bọn xấu là chị chỉ có mỗi chị này thoát tội và bọn kia là đi tù hết. Hey, are you sure you're okay by yourself? Yeah, I'm going to head back home to Shibuya. It's been years since the last time I was there. Chị sẽ quay lại cái ngôi nhà ở chỗ Shibuya. Đã có rất là nhiều năm rồi là chị đã ở đấy. For a long time, it was just the place where I stashed away everything from my past. But now, I need to go back. Đây là cái nơi mà chị đã cất hết rất là nhiều cái kỷ niệm của quá khứ. Bây giờ chị sẽ quay lại. Well, be seeing you. I wonder if Ichinose-san will be all right. Xong cho con Sophia này, Sophie đi cùng. I'm worried about her too. People can get all caught up in what others have to say and wind up forgetting what they have to say for themselves. At the same time, just a few words can end up being a lifeline to somebody too. I'm sure you are able to talk sense into her, Sophia. But give her some time. Just give her some time to process. Sophia. You got it. Thanks, Senkichi. Sao con này nó không chua điện thoại của chị của nó ấy. Well, not to bite her style or anything, but I ought to say my goodbyes too. Nên là chị này cứ đi ở một mình ấy, chả buồn. Tôi cũng sẽ chia tay các bạn. What? What's the rush, Gramps? Không đi ăn mừng à? You may not have brought a guard down at the station, but we did find the culprit behind this whole mess. And foiled the entire scheme. I'm sure the bizarre incidents are in our past now, thanks to the Monarch's confessions. You're all in the clear. That means our deal's through. Our deal is through. Nên là cái kèo của chúng ta đã kết thúc. Là mình đã rửa sạch hết cái tội từ tất cả những cái vụ. What do you mean by that? Don't say such sad stuff, Senkichi. Anh đây bây giờ cũng thành một thành phần của team. We still owe a team. Come on, man. You remember I only met up with you guys so I could use you. Bọn mày không nhớ là anh chỉ gặp bọn mày để sử dụng bọn mày. Yeah, but like you didn't really have a choice, did you? Nhưng mà ông không có lựa chọn. If anything, you are our most valuable asset. Ông là một cái tài sản quý báu của team. Yeah, we owe you an awful lot, Senkichi. Nên là có vụ nào chúng ta sẽ team up tiếp với sếp. Thanks. You know, it really was great meeting you. To be totally honest, I was originally jealous of you. Lúc đầu là nếu mà tôi thật là lúc đầu tôi hơi bị kiểu như là gì ghen tị về sức mạnh của mình. My line of work means a lot of wasted effort getting things done. Your direct results sort of felt like cheating. Tôi nghĩ cái công việc của tôi là làm rất là nhiều cái nhưng mà cảm thấy như kiểu không có tác dụng này, và mất rất là nhiều thời gian này. Trong khi cái công việc của các cậu thì đi thẳng vào vấn đề và có kết quả luôn. Nên là tôi cảm thấy là cái cuộc sống của tôi như kiểu là nó kiểu như là cheat ấy. Kiểu như là kiểu vô ích. It was really bugging me for a while there. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Senkichi. Hơi buồn luôn. Nhưng mà bây giờ còn sức mạnh. But at the end of the day,
Not only did you guys rescue me, but Julius literally saved Akane's life. Nhưng mà cuối cùng thì cậu không chỉ giải cứu tôi mà còn cứu được cả cuộc sống của Akane. That's what opened my eyes and showed me the things I needed to do. Thing I lost sight. The things I'd lost sight of over the years. Nên là việc này đã làm mở mắt tôi, mà cho tôi biết là những cái gì tôi cần phải làm, những cái gì tôi đã là những cái con đường mà tôi đã đi lạc lối trong những năm vừa qua. I guess my heart got changed before I could even see it coming. Thế là mà cái trái tim tôi bị thay đổi trước khi tôi đã biết được cái tôi nhận ra điều này. Kinh nói như Thành. The feelings mutual. You taught us an awful lot too, you know. Like the challenges you can face when trying to live by your beliefs. Bọn này mẹ mày đi học rồi đi làm rồi sẽ biết. As well as the pains of child rearing. Tầm này cấp 3 là con đang ấy công lý ấy nhỉ. But there's a lot of joy to find in those things too. At this point, I'm finally ready to take care of something that's been plaguing me for a long time. You mean Iwata? Anh này sẽ đi bắt ông Iwata. Right. I got no reason to hold back anymore. Mình tưởng là phải đánh trúng Iwata nhưng mà hóa ra là đánh trúng con AI nè. But you have to do. You got this. Yeah. Break a leg, Gramps. Đánh gãy chân rồi. Gotcha. Break a leg. But it's not like this is the last time we'll ever see each other. I'm sure we'll cross paths again soon enough. Mà đây chắc chắn là không phải lần cuối cùng chúng ta sẽ gặp. Tôi chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau lần sau. I hope so too. No, I know it. Just do me a favor. Next time we meet, make sure it's not in an interrogation room. Lần sau chúng ta gặp hy vọng không phải là phòng thẩm vấn. But if anything does go down, feel free to reach out. I swear I'll do whatever I can to help. Nên là cái đúng là lúc đầu game là gặp bác này như kiểu đuổi ông ấy đi, ghét bọn canh cảnh sát. Bây giờ thì Zenkichi trở thành một cái thành viên của team ấy. Nên là đúng là game này nó kiểu nó rất là nhiều cái kiểu là gì plot twist rất là hay. We know we will. See you, Phantom Thieves. Or... Phantom Thieves. No, you damn kid. Bọn nhóc. There he goes. Zenkichi's great showdown in our world is about to begin. About to begin. I'm sure he'll be fine. We out to get going. Yep, home sweet home awaits, along with a nice big helping of Sojiro's curry. Chúng ta sẽ về ăn cà ri ông Sojiro. Looks like our journey's finally coming to an end. Game kết thúc. Oh yeah. Là mình thấy cái kết thúc này có khi là còn hay hơn cả cái bản Persona gốc ấy. Persona gốc là thằng nhân vật chính nó chạy trốn ấy. Sao bạn bè nó cũng đi cùng đưa thằng này một đoạn ấy. Nhưng mà mình không biết là cái đoạn này như nào, chúng ta xem tiếp. Nhưng mà về cơ bản là cái team trinh chung ấy, là mình thấy nó còn tươi sáng cái bản gốc. Bản gốc thằng này đầu thú ấy, từ bỏ sức mạnh. You didn't even call to let me know. Này đi một tháng trời này. Con đến về muộn này, con không gọi cho bố. Sorry, Sojiro. We had to fight this massive god and beat it and save the world from getting brainwashed and then con phải đánh nhau với một bọn thần to đấm nó và cứu thế giới ấy. Hỏi việc phải tẩy não ấy. Ông thấy không hiểu cái gì. Jeez. Well, at least you guys are safe. Either bọn mày còn an toàn. Welcome back, kids. Kid. Oh, and you too. Meow. Meow. Good to see you. Uh-huh. Hope you had fun. Sojiro, it was amazing. There's so much I gotta tell you. But I'm too wiped out today. I just want to eat until I pass out into my curry. Con có cái việc nhiều cái để kể bố á. Nhưng mà hôm nay con chỉ muốn ăn cà ri. Already got it ready for you. Just give me a sec to heat it up. Okay, ông ấy đã sẵn sàng để ông ấy cho mẹ ăn. Sojiro, you're the best. Ah, that aroma of coffee and curry. This place really is comforting. Coffee and curry? Does that mean boss is behind the counter? Huh? Ông này còn chưa biết là có con này. Haven't I heard that voice somewhere before? That's right. I never had the chance to introduce myself.
Nice to meet you, Sojiro. I'm Sophia, Humanity's Companion, and a member of the Phantom Thieves. Humanity Companion. Nên không biết là con này phải ấy không? Con này nó vẫn tiếp tục sống với mình à? Phần này đúng là thì vẫn chỉ một tiếc một cái là không có Kasumi và bản Royal. Em đã phải You have accomplished your goal with magnificent. Thế là em đã bị đá đi, thật buồn thật đấy. Nên là nó lại lờ luôn cái bản Royal. Chú đã hoàn thành một cái công việc to lớn. Thế mà lúc đầu mày cứ dọa anh thì cái con gì nó to lắm. Despite all manner of hardships, your bonds and your fortitude staved off the oppressive darkness, shining brightly for all humanity. You have again broken free from the shackles of fate and grasped your future for yourself. Cậu đã một lần nữa đã có thể tự do à đâu phá vỡ được cái từ cái trói buộc của cái số phận và nắm được cái tương lai về chính bản thân mình. As a result, the god sought by many has returned to the void. Some may be lost without it, with nary a hope to cling on to. Nhưng mà mình vẫn hiểu cái ông ego hay là ông lại bị bắt nhỉ? Be that as it may, I believe the blazing will that you fostered throughout your journey has been embedded deep within the hearts of men and will surely blossom into hope for them when they most need it. Allow them to face their own challenges with strength. Nói chung là cái sức mạnh là ẩn giấu trong trái tim của mỗi người sẽ được blossom này, nở trở thành một cái cơ hội ở đó. Và hy vọng để họ có thể khi mà họ cần cho phép mỗi người có thể đối mặt với cả cái thử thách của họ. Thank you, Trickster. Trickster, allow me to praise you, Master Steve. Cho phép em cảm ơn anh thay mặt ông chủ nhân của em. You were truly a remarkable guest. Thế thì ego đâu? May our paths cross yet again one day. Until then. Sweet dreams. Nên là không biết là mình có còn cơ hội để mình gặp Lavenza không? Nhưng mà chơi cái phần này xong thì cũng cảm thấy là muốn chơi thêm một cái phần khác nhỉ? Em này lại biến đi à? Đó. Tại sao các em lại cứ rời bỏ tôi từng người một?